Hôm qua, đoàn công tác Sở Chỉ huy Hiến binh tỉnh Cành Đam thuộc Bộ Tư lệnh Hiến binh Vương quốc Campuchia do Thiếu tướng Sâm Tô La, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Công an tỉnh An Giang. Tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng chí Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an huyện An Phú và Công an thị xã Tân Châu. Tại buổi gặp mặt, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Hiến binh tỉnh Cành Đam và Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã giới thiệu về đặc thù công việc đang đảm nhiệm và thông tin một số kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 vừa qua. Trong không khí chân thành, ấm áp, Thiếu tướng Sâm Tô La, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Hiến binh tỉnh Cành Đam đã gửi quà cùng lời chúc mừng năm mới ý nghĩa đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an toàn tỉnh đón Xuân Giáp Thìn 2024 vui khỏe, an khang thịnh vượng, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, gửi quà đến Công an huyện An Phú và Công an thị xã Tân Châu. Dịp này, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay mặt đơn vị có phần quà và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác đã dành thời gian quý báu để đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng gắn kết, bền chặt, nhất là trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.